gà 30k, cơm đùi gà 33, cơm gà cũng tư 47, cơm thêm 3.000. Và đây là số điện thoại đặt gà này các bạn. Dạ, một hộp này thì nhiêu tiền cô ha? 30. Dạ 30. Dạ. Ở đây cái giá 30 là mình thấp nhất rồi cô hả? Dạ đúng. Đùi thì 33. Ồ, cái gà này con thấy nó giòn lắm nha ha. Giòn lắm, giòn khối luôn à. Ở đây cô có chiên lại cho nó nóng nó giòn hả các bạn? Dạ. Hồi sáng đã chiên cho cái lò lớn rồi. À. Bây giờ là mình chiên lại trong cái lò nhỏ này. Dạ. Để cho nó giòn luôn. Dạ. Có topping gì? Dạ con này là gì cô? Này là má gà. Dạ má gà. Má gà thì mình bán bao nhiêu hộp cô? 30 ngàn một hộp con. Dạ. Này là má gà. Dạ từ từ con, từ từ cô chỉ từ từ để cho các này bạn xem chơi nha. Má gà hết à. À đây trên này là má gà không á dạ, cô? Dạ đúng rồi, má gà hết. Dạ. Còn ở đây á là gốc tư, có nghĩa là bây giờ là gốc tư. Đây dạ, là 47 ngàn một phần. Dạ 47 ngàn dạ. Một phần. Còn nếu mà phần thì phần đùi nè 3 ngàn. À phần đùi để cô cắt dạ. Cho các bạn coi nha các bạn. Dạ. À phần đùi đó thì cô sẽ bán 33 ngàn các bạn. 33 ngàn phần là vừa rau, tất cả rau rồi nước sốt, sốt bơ tỏi. Dạ. Rồi đây là sốt chấm, bể bể chấm với gà. À chấm với dạ. Gà, sốt chấm với gà. Dạ cô cho con nồi cơm đi. Nồi cơm là cơm tỏi với lại màu đều cơm dạ, rất là cơm. Nóng. Dạ rất là nóng. Nóng liên tục luôn á. Đây là bí quyết của nhà mình luôn. Dạ, nóng liên tục luôn. Màu đẹp quá cô ha. Dạ. Khi ăn thì nóng giòn luôn á. À khi nào ăn á thì cô sẽ chiên lại cô như vậy. Cô chiên như vậy nhưng mà khi người ta mua về một đợt rồi cô chiên một thêm một đợt nữa để dạ. Nó nóng giòn á. Dạ dạ. Nó chưa có vàng lắm. À chưa vàng lắm. Thì nó chín được cái bên trong á. Dạ. Một phần này một cái đùi là bao nhiêu tiền cô? 33 ngàn. 33 ngàn? Dạ, 33 ngàn. Còn cái máng hồi nãy cô chỉ dạ. Là 30 đó. Dạ. Này vừa có muỗng với tâm. Và đây là không gian của quán nè các bạn. Từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối á con. Dạ, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Dạ, có ngày nào mình nghỉ không cô? Không con, bán xuống luôn. Con trình văn lắm nha con. Dạ. Động lạnh nóng lắm đó, bây giờ nó sẽ ra giòn rồi đó. Dạ. Để ráo dầu chút xíu. Để ráo dầu chút xíu các bạn. Sốt hả cô ha? Là nước sốt bơ tỏi, này ai cũng thích này lắm. Dạ. Dạ đây nè các bạn, đây là địa chỉ của quán nha các bạn. 305 Phan Nhân Trị, phường 11 quận Bình Thạnh.
con rồi. Bạn đang bầm nó là tái đó các bạn. Ở ngoài sân người ta mua, người ta đứng xếp hàng, người ta mua mang về nữa kìa. Mang về nữa kìa. Đúng rồi. Ở đây tuy là đông nhưng mà ngồi mình không bị nóng các bạn, ấm lắm. Thái làm quen món phụ á, muốn phụ rồi thêm có nằm rồi là là người chuẩn nước lèo riêng rồi bốc cúc pin riêng dạ đây nè chị, cái này là viên phải không, viên thêm phải không? Ở quán mình bán mấy giờ vậy? Bán nguyên ngày hay sao chị? À, 6 giờ sáng bán 11 giờ. Dạ đủ rồi chị ha. Phở ở đây chị bán là từ 6 giờ sáng bán các bạn.
bán tới 11 giờ chị nghỉ, chiều 16 giờ chiều chị bán lại. Quán phở Gia Hân menu hả các bạn? Đây là thái nào? Thái viên chứ. Ủa đây không lấy gì. Thằng thái nạm. Ủa thái viên, ủa nạm viên. Nạm viên cũng 40k đi, đồng giá 40k. Đông quá trời đông. Ừ, quá trời. Gà, gà tư gói nha, xanh lè. Ở đây tuy rằng khách rất là đông nhưng mà bán rất là lẹ các bạn. Mình ngồi vô mình đợi chưa tới 5 phút mình có ăn rồi ha. Ở đây mình thấy có hộp đũa đầy nè, đầy điểm đàng hoàng, hấp dẫn ghê trời nó. Quá tuyệt vời. Mình ăn miếng giá trụng bỏ vô luôn. Chơi một tô cho nó no luôn. Miếng canh nha. Mình gọi cái tô chứ. Cái tô bò viên thêm là 40k.